có 10.000 thôi. Để xem thế này. Mấy miếng bao nhiêu tiền à? Ừ. Mấy đồ rồi? Bác đang bán đồ à? Ờ, bác bán đồ. Cho thêm 5 miếng. Thế á? 5 miếng 20.000. Đây, nếu mà ăn không thì bác có gọt được luôn nhá. Nhưng muốn mua à? Nhưng ngồi đấy, từ từ. Đứng lại ngoài đấy. Miếng nào chín chín đấy, thường miếng này không ngon đâu, miếng này. Để tôi chờ miếng này. Này Hoài ăn miếng không? Xin to ăn miếng to đâu. Ngon lắm thì chúng mày lại hết rồi mà. Thôi miếng này này thôi. Tao ấy con đỡ ấy. Được rồi thì bây giờ con cứ nước băng hả? Nước gì ạ? Hả? Nó đủ măng ở rừng kia nó to lắm. Bà đang ăn quả đấy. Có nhà